Thank you.
Với tôi, mỗi lần đến với anh Thuận, tôi luôn cảm thấy sự bình yên. Và tôi vẫn thường nói với anh, em cảm ơn Thượng Đế đã đưa anh xuống trần gian này với chúng em. Ở bên anh, em cảm thấy bình yên, bởi vì anh là một người đàn ông của âm nhạc và của tình yêu. Và xin trân trọng kính mời chị Ngô Thanh Giang phát biểu tưởng niệm đại diện cho những người bạn của anh Thuận. Tận hưởng cảm giác an nhiên với những tiếng gọi thầm của riêng mình.
Hãy sống đi, sống thật đẹp, sống thật hạnh phúc, sống thật tự do. Phật Trần luôn luôn ở về, anh mở cửa chào đón và yêu mến tất cả những người ghé thăm. Anh cho tất cả chúng tôi một nơi trốn tuyệt về, cách xa hẳn cuộc sống xô bồ và mỏi mệt, nơi những tâm hồn khao khát tự do và tận hưởng đến để được gặp nhau. Đó là một khoảng thời gian thật vui vẻ với anh Thuận, anh Tăng và Linh, chị Ngà, anh Huệ, anh Hòa, họ Trang Lậu và rất nhiều người khác nữa. Về sau này, dù trong quán cà phê không còn, nhưng còn Thuận Trần thì vẫn còn về. Chỉ là bao nhiêu một khoảng thời gian rất là dài, 9 năm tôi không trở về nữa. Cho đến ngày có tiếng gọi tôi trở về bên cạnh anh, đó là khi chị Ngà báo tin anh bệnh nặng. Tôi tìm cách để trở về bên cạnh Thuận Trần, vừa ở bên chăm sóc vừa vất vả đến cùng ngày. Còn những đêm trực bên cạnh anh, tôi tự hỏi vì sao có thể có một con người kỳ lạ đến như vậy. Bệnh nặng là một chỗ rồi mà sự ưu tú và kiên cường vẫn không thể thay đổi. Anh chú tâm chăm sóc hơi thở của mình với một khát vọng sống mạnh mẽ và quyết liệt, để lúc nào đó có thể ngồi dậy và tiếp tục trở đạt như hôm. Còn những đêm hạt tay em động đậy như thể đang đánh đàn, như thể anh đang khao khát nối thương được trở về nhà. Và bởi vì thế mà anh luôn luôn chiến đấu. Bất cứ lúc nào anh cũng sẽ nhờ tôi, em gặp tay cho em rồi, giữ cho em đôi tay để anh còn trở về. Bàn tay anh có khi bị phù, có khi thân nhau gầy cuộn, nhưng nó luôn luôn ấm áp. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ, giống bệnh nặng không quên được nữa. Tôi nghĩ rằng trên đời này tôi sẽ không gặp một ý chí sắt đá nào thứ hai khác có thể hơn được Vật Trần. Anh có thể kiểm soát được mọi thứ liên quan đến bản thân mình một cách đẹp đẽ và xuất sắc. Chỉ cần một điểm tựa, anh sẽ tự kiểm soát được cả nhịp tim của mình, làm nó bình ổn lại trong vài chục thân. Anh tự kiểm soát được cơn đau của mình, không bao giờ để bản thân của mình bị cơn đau khống chế. Trong sức mạnh nghị lực sắt đá ấy có cả sự kiêu hãnh, sự ưu tú và cái đẹp mà anh mang trong trái tim mình. Có lẽ vì thế những ngày cuối, dù trong cơ thể của anh không còn đủ sức phục hồi, nhưng tôi vẫn thấy cảm thấy ngưỡng mộ, mến phục và hoàn toàn bị khắc phục cho sức mạnh của tình yêu cuộc sống quan trọng của anh. Chúng mình sẽ cùng nhau chiến đấu. Tôi đã bảo anh như thế. Tất cả mọi người sẽ cùng chiến đấu với anh. Vì sao bên cạnh anh suốt một chặng đường dài,
còn mồ hôi rơi nhẹ trong giày để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sẽ dài gió cành hoa trắng vẫn lưu lên trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi qua. Chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng sáng soi được em trong đường đời. Vẫn nhớ khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Xin kính mời em Trần Bảo Vân qua cho ba b đại diện cho các em học sinh của thầy Trần Vũ Tuấn lên phát biểu. Tiến lên cho anh một vài bước mà. Đấy, ok. Kính chào các quý vị, bạn bè và các quý vị thân hữu. Tôi là Trần Hòa Tuấn, một trong những học trò đầu tiên của thầy Thuận kể từ năm 2005 là lứa học trò đầu tiên. Như vậy, tới nay cũng đã may mắn được giao tế với thầy gần 15 năm. Chắc hẳn bất kỳ ai trong chúng ta ở đây nếu đã từng có cơ hội được tiếp xúc, được tham dự các tiết học và đặc biệt được tham dự các chương trình, sự kiện do thầy thực hiện đều không thể không yêu quý và cảm thấy đây là một con người tuyệt vời. Tôi cũng như vậy, tôi yêu quý thầy. Thầy đã giúp tôi định nghĩa lại việc học, đặc biệt là về văn học, một môn mà tôi chưa bao giờ từng nghĩ rằng sẽ là một môn mà mình yêu thích, với những phân tích dập khuôn, với những giá trị cách mạng, với những thực dân và đế quốc. Trong 18 năm, lần đầu tiên tôi được cảm thụ văn học theo một cách khác biệt thông qua việc xem một bộ phim. Và tôi vẫn nhớ rõ những ngày hôm qua, vừa mới như ngày hôm qua, là chúng tôi được xem bộ phim là Shawshank Redemption, một bộ phim kể về khát khao tự do và không bao giờ từ bỏ hy vọng. Thầy cũng vậy, thầy là một người tự do và phóng khoáng, là một ví dụ điển hình của câu nói "Youth is not a time of life, but a state of mind". Những người mới gặp thầy thì không thể bảo thầy 30 tuổi, và khi làm bạn rồi thì cũng chẳng cần quan tâm về điều đó nữa. Mỗi năm sinh nhật thì tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng đây chỉ là một lần kỷ niệm lần sinh nhật 20 của thầy, của một người đặc biệt này. Còn học sinh của thầy, trong khi đó một số người lên xe buýt có khi lại còn được nhường chỗ vì đầu là hai cái tóc. Thầy tôi là một người luôn bận rộn, nhưng không bao giờ là quá bận để chia sẻ tình yêu cuộc sống với các học sinh và những người xung quanh. Thầy là người mà bạn luôn muốn ở bên cạnh. Tôi chưa bao giờ thấy thầy thu hẹn ai. Và khi ở bên thầy, bạn sẽ luôn được đón nhận điều tích cực nhất theo một cách nhẹ nhàng và cũng đầy chất nghệ thuật. Với tôi, thầy là một người tuyệt vời, người khởi đầu cho thói quen đọc và suy ngẫm, người giúp cho học trò của mình có các cơ hội được chui rè, được thể hiện bản thân thông qua việc tham gia vào các sự kiện, được đứng lên sân khấu thể hiện những bài hát mà đôi khi mình không thuộc lời mà phải sáng tác lời để cho tác giả. Điều đó cũng là nền tảng để cho tất cả chúng tôi về sau có cơ hội được thể hiện bản thân mình trong công việc. Với tôi, thầy gần như hoàn hảo. Chỉ có điều, tới giờ này vẫn chưa có ai lọt vào bản sách của thầy, và có vẻ điều này dường như được truyền lại cho giám phát từ lòng. Thầy là người độc thân, nhưng không hề cô đơn. Thầy có rất nhiều bạn, là những người có chung tình yêu, nghệ thuật, âm nhạc, mà có thể nói là những người bạn thân giao. Thầy là một người có sức hút kỳ lạ, khó có thể nói. Thầy không phải là idol, thầy là idol của giới trẻ. Có một dẫn chứng là sinh viên của toàn bộ các khóa học của Joy đều coi thầy là một người bạn, một người anh, chứ không chỉ đơn thuần là một người thầy. Những buổi tổ chức sinh nhật của thầy đều có đại diện của tất cả các sinh viên các khóa. Thầy khởi nghiệp chính thức tại Việt Nam với quyết định thành lập câu lạc bộ Què. Và bên cạnh việc lan tỏa tình yêu thương đối với âm nhạc, đối với nghệ thuật, thì đây có một cái áp lực khác của Về, đó chính là nơi giúp chúng tôi tăng cường khả năng toán học mỗi khi chúng tôi có thời gian dài. Ngoài ra, tôi vẫn nhớ cái tấm nền sân
chất rất nghệ thuật. Quả thực với thầy thì giá cũng có thể biến thành nghệ thuật. Những câu chuyện kể về những chuyến du lịch của thầy trên Facebook được thầy viết thực sự tỉ mỉ, thậm chí mất cả nhiều ngày, cả tháng để lên kịch bản, dàn dựng hình ảnh, viết lời bình, làm cho người đọc phải lôi cuốn và cũng cảm nhận được vẻ đẹp và cũng như cảm nhận được tình yêu thiên nhiên của thầy. Và chủ nhật tuần trước, tôi bất ngờ nghe tin thầy đã mất. Phải đọc thầy đến và đi thật nhẹ nhàng, giống như bản chất tốt đẹp trong con người của thầy. Chắc chắn rằng tấm lòng chân thành, tốt bụng của thầy sẽ luôn ở lại mãi với tất cả chúng ta. Và như Shakespeare đã viết, chúng ta khó có thể còn thấy ai như người thầy nữa. Vâng, xin trân trọng tiếp biệt thầy. Xin cảm ơn Trần Bảo Tuấn. Đứng lên lên đây này, đứng luôn này. Trong mắt những người anh em địa chính của anh Trần Tuấn thì anh mãi mãi là người bé cút nhỏ bé và yêu thương. Và sau đây xin mời cháu của anh Nguyễn Trần Nguyễn Thảo sẽ đại diện cho mẹ là chị gái của anh Thuận, chị Trần Thị Kim Yến sẽ lên đọc một bài thơ tiếng Việt với tựa đề Khóc người em cút mới lìa đời. Lời cảm tạ của đại diện gia đình xin kính mời anh Võ Huy Phúc, em họ của thầy giáo Trần Đức Thuận. Lời cảm tạ, kính thưa quý vị, hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2020, tức ngày 9 tháng 8 âm lịch tới âm lịch, và ngày đang là của em trai chúng tôi, chồng của tôi, bất ngày năm 2020, tức ngày 3 tháng 8 năm 2020. Trong những ngày vừa qua, gia đình chúng tôi đã phải trải qua một sự mất mát vô cùng to lớn. Đó là sự ra đi bình dị của người con trai của thân người. Em đã ra đi khi tất cả mọi điều mong muốn thực hiện đang còn dang dở. Cuộc sống yên gia đình của thân chung và thân nhà, tiếng đề của chồng em rớt đất chậm xong giờ lên lớp nhắn nhịn nhưng rất thân thương. Cuối tuần hay những lúc rảnh rỗi, em tự động dọn bản thân ở Hà Nội để cà phê thấy đâu lại còn muốn lúc tay lên chiếc đèn của người ta. Nhưng nhau và bài hát thì thế thôi, chỉ là những điều vô cùng đơn giản nhưng lại là hút em trong khoảng thời gian em sinh sống tại Việt Nam. Em yêu Việt Nam, yêu họ, em yêu Hà Nội, yêu những phố phường tấp nập, hồ xe, những quán cà phê lóc, những gánh phở, những gánh xôi bánh vỉa hè, em yêu hết những cái đời thường, những mang những phong cách Việt Nam. Và yêu hơn cả tấm lòng thể mở thấu thiện, tình người với người,
thiên và tạo dựng người mẹ người, coi là một người và các sự kiện giao lưu anh em, đưa dưới âm nồng ẩm vào lòng các bạn và lòng ngàn bạn. Thời gian qua, khi biết được mình mắc căn bệnh hiểm nghèo, em đã tầm chịu đựng, thử tìm cách chữa trị cho riêng mình. Em đã công nhận ở lại huyện mà tìm người Hà Nội, nơi đã nâng niu thời thanh xuân tuổi trẻ của em, nơi có bạn bè đồng nghiệp và học trò đang ngày đêm giúp đỡ em trong tuổi của tập tập. Em đã đi vào mùa thu. Khi tiết trời se se và mưa bay lất phất, em đã chọn Việt Nam, chọn với cha tất cả là nơi trốn dựng chân lại cuộc đời mình. Thay mặt cho gia đình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn bè ở Hà Nội là những người không phải khó khăn ở thời gian và hiện tại, đã cầm gời bên em giúp đỡ em về mặt thể chất và tinh thần, đã cùng em vượt qua những nỗi đau ngày đêm dày vò ở trở lại. Em cũng như gia đình chúng tôi đã đang và sẽ luôn luôn trân trọng tấm lòng này hai đó. Đặc biệt chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Nguyễn Đức Tăng, chị Ngô Thanh Giang, chị Vũ Thanh Thủy, chị chồng Giang Hoan, anh Phạm Văn Ngọc, chị Đậu Hồng Trang. Chúng tôi cũng cảm ơn các bác sĩ y tá bệnh viện Vinh Thắng và Bạch Mai đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian đồng nghiệp vừa qua. Và chúng tôi xin cảm ơn bạn bè, thầy cô, sinh viên và mọi người đã đến đưa những linh cụ em trai chúng tôi đến nơi an nghỉ của tôi. Trong lúc đang ra mới đó, có điều gì sơ xuất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Thay mặt cho toàn thể gia đình, em chọn của tôi, xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin được trích lời viết của một thành viên lâu năm quân về Thành Hoàng rocker. Về không gian âm nhạc phổ thông có chiều sâu hàng đầu ở Hà Nội, trong tầm hiểu biết của tôi, ở đó có âm nhạc, có những tính cách, có những đam mê mà tôi không tìm thấy ở đâu khác. Về cũng là nơi an ủi tâm hồn tôi trong những ngày tối tăm của tuổi trẻ. Anh là chủ cà phê Về, sau là câu lạc bộ Về. Anh có ngày xin cạnh tôi cùng hóa giọng miền Nam trong như tôi ở đất thủ đô này và cùng có nhiều đam mê giống nhau. Anh là một người thầy, một nghệ sĩ, một gã chất chơi người rơi và một tâm hồn đẹp. Và sau đây, để kết thúc cho phần lễ tưởng niệm những thành viên của bộ Về, đó là Thanh Bình với bài hát Cát Bụi của người guitarist Hải Anh sẽ gửi tới quý vị khách quý và gửi tới anh Thuận. Now, so I fall.
Anh cứ rút thôi, anh vào đi. Trong đời sau